câu chuyện tình yêu của cặp hậu phi chồng Hữu Hiệp Thanh Tâm mang đến cho hai của chương trình Vợ Chồng Son nhiều bất ngờ. Ấn tượng nhất phải kể đến đám cưới siêu tốc chỉ sau 10 ngày quen biết. Trong một lần về Việt Nam, Hữu Hiệp được nhờ mang tiếng thưởng đến cho Thanh Tâm. Không ngờ ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã có những cảm xúc đặc biệt. Em gặp thấy rất là thích, muốn cưới làm hậu phi, anh kể. Trong khi Thanh Tâm không mảy may có cảm tình với người đàn ông Việt kiều này, cô không muốn yêu những người sống ở nước ngoài vì ngại phải xa gia đình. Khi đó, Thanh Tâm thậm chí còn gọi vài câu người chơi đẹp tươi để anh Hiệp. Lỡ. Chuyện là vậy nhưng khi ngỏ ý định làm quen một cách nghiêm túc, anh Hiệp bất ngờ thu được sự đồng ý của chị Tâm. Cả hai tiến đến hôn nhân chỉ sau 10 ngày làm quen. Anh ấy nói là muốn làm quen với em. Em nói thôi, không làm quen gì hết. Bây giờ cứ quen biết, tìm hiểu, hoàn thành 3-5 năm lại nói không hợp. Em nói nếu được thì cưới, chứ không anh về Mỹ mất tiêu, em không biết được, chị Tâm nhớ lại. Cưới hoàn thành, anh Hiệp trở về Mỹ, cặp đôi tiếp tục sống xa nhau trong khoảng 3 năm trước khi đoàn viên tại xứ cờ qua. Trong thời gian sống xa nhau, anh Hiệp cũng kém cỏi xuyên về thăm hậu phi ở Việt Nam. Tính đến nay, cặp đôi kết hôn được gần 10 năm, sinh được 2 người con. Vừa gặp đã muốn lấy làm hậu phi, người đàn ông Việt kiều cưới luôn sau 10 ngày.